Xin chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 16 tháng 9 năm 2021 về việc đoàn 600 cán bộ, sinh viên Đại học Y Dược Cần Thơ ra quân hỗ trợ Kiên Giang trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Để chủ động cho công tác phòng chống dịch bệnh, trưa ngày 16 tháng 9 năm 600 cán bộ, sinh viên trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã lên đường hỗ trợ cho tỉnh Kiên Giang. Trưa ngày 16 tháng 9, thành phần đoàn lên đường đi hỗ trợ Kiên Giang có 600 người, trong đó có 15 cán bộ giảng viên. Còn lại là học viên và sinh viên trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Ngoài ra, đoàn chi viện đợt này còn có 15 cán bộ thuộc thành đoàn thành phố Cần Thơ cùng tham gia công tác chống dịch. Lãnh đạo nhà trường cho biết đoàn sẽ chi viện hỗ trợ Kiên Giang tại 5 huyện, thành phố gồm Hà Tiên, Kiên Lương, Giang Thành, Châu Thành, Hòn Đất. Đoàn cán bộ và sinh viên sẽ thực hiện công tác chuyên môn về lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng, test nhanh và xét nghiệm PCR tiễn đoàn lên đường. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trung Kiên, hiệu trưởng trường Đại học Y Dược Cần Thơ chia sẻ. Trong thời gian qua, trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã đưa quân chi viện trên mọi mặt trận nhằm hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19. Hôm nay, chúng tôi tiếp tục đưa quân chi viện tại tỉnh Kiên Giang, một điểm nóng trong công tác phòng chống dịch bệnh. Nhà trường mong thầy cô và sinh viên cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, hỗ trợ chia sẻ khó khăn với các đồng nghiệp tại Kiên Giang. Mọi việc phải diễn ra phải thật sự đảm bảo an toàn cho toàn đoàn và cho cả người dân. Để chuẩn bị sẵn sàng, đảm bảo an toàn cho đoàn cán bộ, sinh viên tình nguyện chi viện tại Kiên Giang. Ngoài việc tập huấn chuyên môn, nhà trường cũng thực hiện tiêm vaccine đầy đủ và xét nghiệm COVID-19 cho tất cả trước khi lên đường tham gia công tác hỗ trợ chống dịch trên địa bàn. Trước đó, đoàn cán bộ và sinh viên của trường cũng đã tình nguyện đi hỗ trợ công tác chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên, mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19, theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế, mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kênh thông tin New 24/7 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi, hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.